9 tháng năm 2023, công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên tiếp tục được lãnh đạo chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ giữa tích cực phòng ngừa với chủ động phát hiện, xử lý nghiêm minh các hành vi tham nhũng tiêu cực. Tỉnh ủy đã tiến hành sơ kết đánh giá việc thực hiện đề án số 01 ngày 23 tháng 3 năm 2021 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc vụ án tham nhũng giai đoạn 2021-2025 các hoạt động tập huấn về phòng chống tham nhũng tiêu cực trong công tác thu hồi đất, bồi thường giải phóng mặt bằng, chuyển đổi mục đích sử dụng đất được quan tâm tổ chức. Công tác kiểm tra giám sát, thanh tra tập trung các lĩnh vực dễ xảy ra tham nhũng tiêu cực, có nhiều dư luận, đơn thư phản ánh. Công tác điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án, phối hợp trong phát hiện, xử lý tham nhũng tiêu cực qua hoạt động thanh tra, kiểm tra, giám sát được đẩy mạnh. Cũng tại phiên họp, Ban chỉ đạo đã cho ý kiến và báo cáo tiến độ giải quyết 7 vụ án thuộc diện ban chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo. Dự thảo thông báo kết quả kiểm tra việc thực hiện kết luận của thanh tra chính phủ về công tác quản lý, sử dụng đất đai, đầu tư xây dựng và khai thác tài nguyên khoáng sản đối với ban cán dự đảng ủy ban nhân dân tỉnh. Về nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Bí thư tỉnh ủy, trưởng ban chỉ đạo yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị tiếp tục thực hiện nghiêm, đầy đủ các quy định của Đảng, Nhà nước về công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực các cơ quan chức năng tăng cường các biện pháp để kịp thời phát hiện, nhắc nhở, chấn chỉnh, phát hiện sai phạm từ sớm khi chưa gây ra hậu quả. Đối với các vụ án thuộc diện Ban chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo, phấn đấu 3 tháng cuối năm 2023 sẽ kết thúc điều tra đối với vụ án tham ô tài sản xảy ra tại Công ty Trách nhiệm Hữu hạn một thành viên Thoát nước và Phát triển Hạ tầng Đô thị Thái Nguyên và vụ án xảy ra tại các trung tâm đăng kiểm trên địa bàn tỉnh. Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Xây dựng đăng tải thông tin công khai về 40 dự án đã thực hiện chuyển quyền sử dụng đất cho người dân tự xây nhà ở giai đoạn từ năm 2013 đến ngày 15 tháng 9 năm 2023, đồng thời yêu cầu các chủ đầu tư thực hiện công bố công khai trên website của đơn vị theo các quy định của pháp luật. Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục chỉ đạo các địa phương ngành ra soát, công bố công khai trên cổng thông tin điện tử của tỉnh và các phương tiện thông tin đại chúng khác mà người dân dễ tiếp cận danh sách các khu dân cư khu đô thị đã đủ điều kiện để thực hiện các giao dịch theo quy định của pháp luật nhằm kịp thời ngăn ngừa các hành vi lừa đảo trục lợi và nguy cơ tham nhũng tiêu cực trong lĩnh vực đất đai bất động sản